Rồi, chào các bạn. Nay mình sẽ đổi món cho mấy em cô nhà mình. Đây, các bạn nhìn thấy đó. Đó, nó thấy rồi các bạn, nhưng mà nó không dám qua. Rồi qua ăn đi. Vậy cũng không dám quạt mà. Chắc tại cái hồ này ngoài các bạn ít ra, ít người á, chắc hơi nhát. Sờ quần, sờ quần. Nếu mà dục mấy cái viên thức ăn cám á thì chắc nó quang. Còn cái này kiểu hơi lạ, hơi lạ. Mấy ảnh xà quần đó các bạn thấy không? Mà không dám qua. Các bạn nhìn thấy mấy em coi mini bữa mua 10k ở này cũng xài lớn gần bằng mấy con kia luôn các bạn thấy không? Đó nó qua đó. Đó. Làm như trộm rồi. Thức ăn lạ. Rồi quay đầu hết trơn luôn. Mà lâu lâu đổi món mà kiểu này không im rồi. Thôi giờ mình đem về nhà mình cho cái hồ trong nhà ăn các bạn. Coi mấy cái hồ ngoài này chán quá, nhát quá. Chắc tại ít người á, nó kiểu ít tiếp xúc với người á. Con mình hay ra đây á, bởi vì nó hơi nhát. Còn hồ trong nhà là con mình hay lại quậy hoài à, bởi vì nó quen với người hơn, với chắc dạng hơn. Rồi tiếp tục. Đây thấy không, thấy là bu là liền đó. Ồ, ngon lành. Đã không? Mấy em này hình như cái gì cũng ăn thôi các bạn. Bởi em nào hôm nay mập tui đua. Rồi con cục bự mình mới dục xuống đó. Rồi, đang rỉa nè. Đó, đã không? Nó cạp chút hết các bạn. Có đợt mình dục cục bự hơn cục này nữa. Tại mấy đợt đó mình không quay phim, mình cho ăn chút xíu cái mình đi chuyện á, bởi mình không quay phim. Hôm nay cũng tương đối rảnh, bởi ngồi ngắm nó ăn luôn. Sẵn quay phim lại cho anh em coi chơi cho vui. Cái miệng của mấy em này như nó quay xuống á các bạn, bởi chỉ cần hớp là hút vô hết rồi các bạn. Thấy không, dục xuống như sạch sẽ. Ăn phải gì này chứ mới đã chứ, mấy em nãy nhìn thấy chán. Tập theo cô Tấm bóng vàng vàng là này gì á, cơm vàng cơm bạc người ta. Ở này không phải cơm vàng cơm bạc, đây là cơm thừa. Mấy em này không rời mình cũng giảm lượng thức ăn là các bạn, mập quá. Ăn có khi ngày con lành à, nhưng mà sao thấy nó cũng không có ốm. Nó cũng tương đối cũng còn mập.
chắc dư âm mở lúc trước còn nhiều các bạn. Hôm rày mình cũng hơi lu bu quá, bởi vì mình cũng có khi cho ít, bởi vì thấy hình như cái size nó đợt nè, hình như từ lúc hồi 9 tháng tới giờ thấy gì không có tăng size thêm nhiều các bạn, chắc có lớn chút chút rồi. Từ lúc 6 tháng tới giờ như chắc 10 tháng, 6 tháng, lúc 6 tháng tới giờ chắc dài thêm chừng khoảng 2 phân rồi các bạn. Mấy con to, còn mấy con nhỏ thấy như kiểu cũng hơi đứng im. Mà cá này cũng ngộ ha, là mình có con các bạn nuôi, không biết các bạn có để ý không, chứ mình nuôi mình thấy có con nó lớn hoài luôn các bạn. Còn có con nó cứ đứng lớn chậm lắm rồi. Có cái con đó các bạn nhìn thấy nó gần cái con trắng bự đó, đó đó, con vàng vàng gần trắng bự mới quay đầu nè ha. Các bạn thấy con đó nó nhỏ, tính ra giờ thấy nó nhỏ nhiều, nhỏ hơn mấy kia nhiều. Lúc mua nó cũng đâu nhỏ hơn nhiều đâu mà giờ nó nhỏ hơn nhiều các bạn. Còn có mấy em mà nó là nhìn thấy không con, có mấy em lại rất là to, màu lớn. Đó, em vàng mập rồi nè, còn vàng màu lớn các bạn, luôn màu lớn về. Em đen này tính ra cũng thuộc dạng cũng lớn, nhưng mà lớn cũng không bằng các bạn. Em ăn thấy mê ha, tại rảnh ngồi chơi vui tự sướng nói xàm cho anh em nghe. Cái con này trong thiên nhiên mình nghĩ chắc nó ăn mồi dưới đáy ao đáy hồ các bạn, với cái mỏ nó quặp xuống đó. Tớ thấy nó ăn cái này nhanh lắm, hút vô. Còn mình thấy mà thức ăn mà nó nổi trên mặt nước, mấy em ăn cũng có khi táp bập táp như chật lắc rồi. Còn ở dưới đáy là trúng bài của mấy ảnh luôn các bạn. Nào, ăn cũng gần hết nè ha, ăn hơn nữa rồi đó, nãy giờ mút ha, giờ còn chút à. Để mút muỗng hay muỗng nó mình hất hết xuống luôn cho ăn. Ăn cái này ăn cho vui thôi, rồi giờ hát xuống hết luôn. À, bỏ chạy rồi. Còn có con đây là mới kia chạy mới quay lại. Hết hồn hết vía, thấy đổ nước mạnh quá. Còn các bạn thấy cơm còn trắng trắng hay gì đó, chưa dám lại. Đây em trắng mập này đây, quay lại đây, rồi quay đầu luôn rồi. Em trắng mập đó mình nghĩ chắc sắp đẻ quá các bạn, bụng quá trời luôn. Để mình canh me cái em trắng này mà ngày nào đẻ quay phim lại cho các bạn coi. Con trắng mập này hồi đó đẻ hết lần rồi các bạn. Mấy em tự nhiên rỉa ngay chỗ mấy cục đá, không biết có gì đâu mà rỉa. Cơm bên này không qua đây rỉa đâu.
đổi món đi, ăn cho đỡ ớn, ăn kia hoài ớn ngon, đổi món này lạ. Coi chứ chút xíu là cũng sạch sẽ các bạn. Có đợt mình cho ăn nhiều hơn cái này nữa cũng làm sạch sẽ mấy em này á. Đó, nó nhờ nhờ chút xíu cái quang hết rồi. Chắc tại mình nãy mình đổ xuống nguyên cái thao nước đó, nó đùng, nó có âm thanh lớn, chắc cũng mấy em hơi nhát. Nhưng mà cái cá này nó dạng hơn cá ngoài nhà của mình nhiều. Tại đây mình hay đi ra vô nhiều, nó thấy mình nó quen. Còn cá ngoài kia nó không quen đó các bạn. Rồi, thôi chắc vậy được rồi, để giờ cũng nói nhiều rồi. Thôi chào tạm biệt các bạn ha.